đến 3 kill kết hợp cùng với AMPC. Họ đang loại từng đội tuyển, từng đội tuyển khỏi ván rồi. Chúng ta cầm theo không phải tạo, anh ta còn phát hiện ra ngược lại kẻ thù và anh ta đang tấn công cực kỳ tốt. Sada HP lại có thêm một điểm hạ gục nữa, 4 kill dành cho Sada HP. Và đó là thành viên cuối cùng của động đèn đỏ liên tiếp bị hạ gục đi. Và men đã bị hạ xuống và double kill dành cho Sada HP thêm một lần nữa. Shut down, nhanh tay tinh mắt xử lý gắt như Shadow SP. Nhưng vòng bo này sẽ quyết định ai sẽ là người bơm máu tốt hơn. Lương Sơn Quán, anh ta không nên nhảy xuống, bởi nhảy xuống anh ta sắp chịu bản án tử hình. Bây giờ ai chịu bo tốt hơn đây? Ai mang được nhiều skin, ai mang được nhiều máu? Và cái này có súng bắn điện, trời ơi, quá là hay. Vòng bo không phải là tất cả, tình anh em mới là tất cả. Ván thi đấu xong nên lưu ý điều đó, vì trong ván thi đấu này có WAZ và Gentleman 2. Chúng ta đang tấn công rất mạnh mẽ vào bên phía của Phoenix. Giang cố gắng ra cứu người đồng đội của mình nhưng anh ta cũng bị nấp luôn. Và với khẩu M60, nó thật sự là quá lạnh lùng trong tay của anh chàng Gentleman Man 3. M60 trong tay anh ba, sao mà gắt vậy ta? Và vừa rồi một thành viên của WAZ đã bị bắn hạ ngoài bo, khi là C chỉ đã cố gắng chạy vào bo nhưng có một thành viên của WAZ đã ngồi sẵn và một viên đạn hạ được đi rồi. Còn ở đây đó là NPC. NPC nghe nói M1014 đang khá mạnh, nhưng mạnh thế nào thì hãy xem NPC. Nên nhớ rằng đây là 4 thành viên, và điều để cho NP có thể thoát ra ngoài, anh chàng gạo này có thể thoát ra ngoài là hoàn toàn có thể. Những các thành viên khác đi ra, IM cũng đang tiến, IN đang tiến ra, và rất nhiều thành viên. Quá chậm rồi, một thành viên của Covid đã bị nằm xuống. Các thành viên còn lại không nghĩ là không tránh khỏi kết quả này, và hai thành viên, một thành viên đã bị tấn máu rồi, không thể cứu kịp. Một thành viên đã bị nằm xuống bên cạnh, rồi bên cạnh mất 3 người, một thành viên còn lại gạo đã bỏ chạy. Và gạo bỏ lại 3 người đồng đội của mình để thoát ra. Với từng này lượng sát thương đến từ Lương Sơn Quán thì Phoenix đã bị hào hoàn toàn. Chưa, Sơn thương không tạo được rồi. Chưa. Con cá là phía dưới đằng sau lưng cô. Ôi! Bán đó là Lương Sơn Quán, một kẻ cực kỳ là khôn ngoan. Trong Free Fire, đôi khi tay to không phải tất cả, não to mới là số 1. Đón xem đại chiến đốt túc quân đoàn vào lúc 13 giờ ngày 6 tháng 7 và 7 tháng 7 tại các kênh sóng của Ghana Free Fire. Ấn đăng ký và nhấn nút chuông thông báo của Ghana Free Fire ngay hôm nay để nhận thông báo về các phần quà miễn phí, nhân vật, trang phục mới và giải đấu eSports đỉnh cao.